Hello các bạn, chào các bạn, mình là Ba Thuận. Hana, con chào các bạn đi. Chào các bạn, hôm nay mình với Hana sẽ làm một cái buổi nói chuyện giải thích cho Hana. Thứ nhất là công bố về việc đây là số tiền 1 triệu đồng của Hana. Đó, và tại sao Hana có được số tiền này, và lúc đó Hana sẽ có những câu hỏi cho ba. Hana có thể hỏi tại sao Hana lại có được tiền này, tiền này từ đâu có. Đó, Hana sẽ hỏi và ba sẽ giải thích cho Hana, cũng đồng thời giải thích cho các bạn nhỏ mà xem video được video này ấy, hiểu được rằng các bạn vừa được nhận được khoản tiền này là tiền gì. Đó, nghe không? Đây nè, Hana nhớ tối ngày hôm qua không, lúc ba với con đang ở trong phòng làm việc, trong phòng của mình đó, cái có cái chú Tuấn là trưởng ban quản lý với lại các cái cô chú ở bên địa phương ấy đến vô trong nhà mình để đưa danh sách rồi ký tên để rồi phát tiền cho mình đấy, con nhớ không? Nhớ. Nhớ đó. Thì nhà mình có 4 người. Dạ. Thì ba cũng báo cho con biết luôn là ba thì tại vì ba không có thuộc danh sách được người hỗ trợ, ba thuộc trường hợp khác. Nhà mình còn 3 người còn lại là mẹ, rồi cô hai và con. Mỗi người đều được nhận 1 triệu đồng. Đó, thì tiền của mẹ với cô hai thì mình không nói, đây là tiền của con. Đó, nay ba sẽ trao cho con. Con có biết tại sao con được 1 triệu đồng này hay không? Để ba giải thích cho con nghe. Là suốt cái mùa dịch vừa rồi á, con ở nhà không á, con biết không? Mọi người cũng phải ở nhà, rất là cực khổ, không có ai đi làm, không ai có thể kiếm được tiền hết á, thì ai cũng gặp khó khăn. Nên á, nhà nước của mình á, mấy chính phủ á, nhà nước á, ngày mốt con lớn lên con sẽ hiểu nhà nước là như thế nào nữa, nhưng bây giờ trước mắt con cứ hiểu đó là nhà nước thôi. Nhà nước mình á, thấy mọi người khổ quá nên mọi người á, nhà nước mới phát, lấy tiền trong nhà nước ra phát cho người dân, phát cho con 1 triệu nè, phát cho mẹ 1 triệu nè, phát cho cô hai 1 triệu nè, phát cho Tiến 1 triệu nè. Phát cho mấy bạn học chung cũng 1 triệu, phát cho mấy cô dạy học con 1 triệu luôn, phát cho tất cả mọi người 1 triệu, những người nào đủ điều kiện là được 1 triệu. 1 triệu đồng này. Đó là nhà nước quan tâm chăm sóc lo lắng cho con về cái việc khó khăn như vậy. Đây là tiền lần đầu tiên nhà nước cho con nên con hiểu, đây không phải là tiền ba mẹ cho con. Đây là tiền của nhà nước cho con. Đó. Đó, cái tiền này á được trích ra từ ngân sách của nhà nước, và thực ra ngân sách nhà nước cũng là tiền của do những người lao động, những người dân đóng góp vào đó. Đó, sau này mốt con lớn lên, con đi làm, con cũng sẽ đóng góp vào trong cái ngân sách đó để ngân sách để có tiền để chăm lo lại cho ngược lại cho người dân như vậy. Đó, bây giờ con cả nói cho ba nghe, con cảm thấy, con cảm nhận như thế nào, con có biết ơn như thế nào, con có muốn nói lời cảm ơn ai hay không? Con nhận tiền này con có cảm thấy vui hay không? Con nói lớn lên. Con có vui. Rồi, nhà nước cho con tiền như vậy thì con phải cảm ơn ai? Rồi, con cảm ơn các bác, các chú, các nhà nước, đúng không? Rồi, con sẽ làm gì với số tiền này? Con sẽ giữ. Rồi, ba biết là con có con heo. Con có muốn bỏ tiền vào heo để dành nếu sau này lớn lên cái mình có được tiền, mình sẽ mua cái này, mua cái kia mình thích hay không? Mình đi học đó. Mình đóng tiền học. Mà con nhớ rằng là trẻ em là không được xài tiền hoang phí hay là mua sắm những cái gì cũng phải xin phép cha mẹ hết nha. Rồi, con bỏ tiền vô đi. Các bạn, đây là heo của Hana. Từ lúc Hana ba mẹ Hana đã mua ha, từ lúc 2 tuổi cho Hana để Hana được tiền đây. Đâu, từ lúc Hana mới sanh. À, đó là cái khoản tiền mà Tết lì xì hay là các cái cô bác chú đến thăm rồi tặng cho Hana thì tất cả đều được ở đây, và thỉnh thoảng ba mẹ của Hana cũng cho tiền Hana rồi cũng bỏ vô đây. Ba ba lúc đó là con ở nhà ông bà ngoại mà, con có đi xuống đây đâu. Lúc nào á con á hết Tết á con về nhà mình con ba mẹ mới bỏ tiền vô heo. Đúng rồi. Các bạn nhỏ cũng hay vậy nha, mình cũng hãy có một con heo, mình xin cha mẹ mình, ba mẹ mình tiền để mua một con heo, rồi mình có tiền mình bỏ vào đó để làm một cái nguồn, cái quỹ cho mình, mốt sau này lớn lên mình mua sách, mình đi học, mình mua quần áo đẹp, mình mặc.
Đây ba xếp giùm cho nè, Hanna cầm này bỏ vô đi. Hanna, Hanna để dành con heo đó xây nhà cho mẹ. Ok. Ok thì cứ mình để dành tiền, cứ bỏ tiền cho tiết kiệm vậy rồi. Mình muốn làm gì mình làm, việc gì chính đáng thì mình làm, hoặc mình có thể giúp đỡ. Lấy ra mình giúp đỡ người khác có. Đúng rồi, mình giúp đỡ mấy cái bạn nghèo á, mấy cái trẻ em bị nghèo mà không có tiền đi học á, mình giúp các bạn. Thì các bạn mua cái gì mà mình thích. Đúng vậy. Nhưng mà mình cũng phải biết chia sẻ nữa nha. Giống như mình chia sẻ cho bạn của mình. Nếu mà chia sẻ vừa phải hơn tiền hay nè. Đâu phải là đi chia sẻ hết đâu. Đâu có đúng chuyện rồi. Đem nộp 100 triệu vô đi cứu trợ gì đó hỗ trợ. Che. Khép lại. Rồi đây có anh nè. Rồi hôm nay ba Thuận với lại Hanna làm cái video clip ngắn này là để cho các bạn đầu tiên là chia sẻ cái việc là Hanna cũng được nhà nước cho hỗ trợ tiền 1 triệu đồng. Và các bạn nhỏ cũng được như vậy luôn đó. Nếu các bạn nào mà chưa nhận được thì các bạn hãy hỏi ba mẹ mình đó, là ba mẹ ơi con đã được nhà nước hỗ trợ tiền hay chưa, đợt ba hay chưa đó, để các bạn nói với ba mẹ lấy lại. Nếu mà chưa nhận được thì nói ba mẹ mình đi hỏi người ta để lấy lại. Tất cả các bạn nhỏ bạn nào cũng sẽ được hết nha các bạn đó, sẽ được 1 triệu nhà nước hỗ trợ, và tiền đó là nhà nước tặng hỗ trợ cho các bạn nhỏ, không phải tiền của cha mẹ hay ai khác hết, tiền của nhà nước tặng cho các bạn đó, là được trích ra từ ngân sách đó. Mốt sau này các bạn lớn lên ráng học giỏi đó, làm người ích xã hội, làm công việc đó, thì các bạn cũng sẽ đóng góp vào cái ngân sách đó để cho nhà nước có thể lấy tiền từ ngân sách ra chi tiêu vào những cái việc có ích cho cộng đồng, ví dụ giúp ích những cái việc hỗ trợ người nghèo đó, hoặc xây dựng cái công trình có ích như bệnh viện, trường học đó. Vậy nha các bạn, thôi chúc các bạn một ngày làm việc cuối tuần vui vẻ, và nếu các bạn có nhận được tiền rồi thì các bạn hãy để lại comment bên dưới nha, dưới video clip, và nhớ đăng ký và chia sẻ kênh YouTube cho ba Thuận và Hanna nha. Chào các bạn, Hanna nói chào các bạn đi con. Nói lớn.